Cô chào các em. Cô rất vui vì được gặp các em trong tiết luyện từ và câu. Ở lớp 4, các em đã được học về danh từ, động từ, tính từ. Vậy, bài luyện từ và câu đầu tiên của lớp 5, các em sẽ được học kiến thức mới, đó là từ, đồng, nghĩa. Và qua tiết luyện từ và câu hôm nay, cũng giúp các em hình thành và phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù như năng lực ngôn ngữ. Các em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, biết tìm từ đồng nghĩa, đặt câu với từ đồng nghĩa. Năng lực văn học, các em biết vận dụng những hiểu biết về từ đồng nghĩa để dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn cho phù hợp. Bây giờ, cô cho chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài nhé. Cô có bài số 1. So sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau. Sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Hồ Chí Minh. Đoạn văn thứ 2. Màu lúa chín dưới đồng vàng sụm lại, nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm, không trông thấy cuống như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Tô Hoài. Ở trong đoạn văn này có những từ in đậm như là những từ xây dựng, kiến thiết. Ở ví dụ thứ hai, những từ in đậm đó là từ vàng suộm, vàng hoe, vàng lịm. Bây giờ các em hãy so sánh nghĩa của những từ in đậm này nhé. À, cô thấy ở ví dụ thứ nhất, nghĩa của từ xây dựng và từ kiến thiết có nghĩa giống nhau, cùng chỉ một hoạt động. Ở ví dụ thứ hai, từ vàng suộm, vàng hoe, vàng lịm có nghĩa gần giống nhau, cùng chỉ một màu. Vậy thì những từ như là xây dựng, kiến thiết này có nghĩa giống nhau này, những từ vàng suộm này, vàng hoe này, vàng lịm này có nghĩa gần giống nhau, thì những từ như này người ta gọi đây là từ đồng nghĩa. Vậy theo các bạn, từ đồng nghĩa là từ như thế nào? À, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc là gần giống nhau. Ngoài những từ như chúng ta vừa tìm được ở ví dụ A và B, thì bây giờ các bạn có thể tìm cho cô thêm những từ đồng nghĩa khác được không nào? À, ví dụ như là từ gì nhỉ? Siêng năng này, chăm chỉ này, cần cù, thì đây cũng là những từ đồng nghĩa. Vậy thì theo các bạn, khi viết và nói những từ đồng nghĩa này, chúng ta có thể thay thế từ này cho từ kia được không? Thì cô cho chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang yêu cầu thứ hai nhé. Em hãy thay những từ in đậm trong mỗi ví dụ trên cho nhau rồi rút ra nhận xét. Những từ nào thay thế được cho nhau và những từ nào không thay thế được cho nhau? Vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi ví dụ. Thứ nhất, sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Bây giờ cô sẽ thay từ xây dựng bằng từ kiến thiết và từ kiến thiết bằng từ xây dựng. Các em xem nghĩa của đoạn văn này có thay đổi như thế nào không nhé. Bây giờ sau khi cô thay từ xây dựng bằng từ kiến thiết, từ kiến thiết bằng từ xây dựng, thì đoạn văn của chúng ta sẽ như sau. Sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải kiến thiết lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc xây dựng đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều.
Em thấy nghĩa của đoạn văn sau khi cô thay đổi như thế nào? À, từ xây dựng và từ kiến thiết có thể thay thế được cho nhau vì nghĩa của các từ này giống nhau hoàn toàn. Đều có nghĩa là làm nên một công trình kiến trúc hay là hình thành một tổ chức hay một chế độ chính trị, xã hội, kinh tế. Và khi cô thay đổi thì nghĩa của hai, khi nghĩa của cái đoạn văn này không thay đổi. Vậy thì đây, những từ như là xây dựng và kiến thiết này, người ta gọi đó là những từ đồng nghĩa hoàn toàn. Vậy thì từ đồng nghĩa hoàn toàn là những từ có thể thay thế được cho nhau trong lời nói. Ngoài những từ như kiến thiết, xây dựng ra, bạn nào có thể tìm thêm những từ đồng nghĩa hoàn toàn đâu? À, ví dụ như là gì nhỉ? Hổ, cọp, hùm. Những từ này là từ đồng nghĩa hoàn toàn. Khi nói hoặc viết, chúng ta có thể thay thế được cho nhau. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang cái ví dụ B nhé. Màu lúa chín dưới đồng vàng sụm lại, nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm, không trông thấy cuống như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Bây giờ các bạn hãy thay những cái từ, ví dụ như vàng sụm thay cho vàng hoe thay cho vàng lịm thay cho vàng sụm chẳng hạn, xem nghĩa của đoạn văn này như thế nào nhé. À, cô thấy rằng vàng sụm, vàng hoe, vàng lịm cùng chỉ một màu vàng nhưng nghĩa của nó không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì những cái mức độ chỉ cái màu vàng này khác nhau cho nên không thể thay thế cho nhau được. Vậy thì những cái từ như là vàng sụm, này, vàng hoe, vàng lịm chúng ta thấy là gì nhỉ? Vàng sụm là chỉ màu vàng đậm của lúa chín. Vàng hoe là chỉ màu vàng nhạt, tươi và ánh lên. Vàng lịm chỉ màu vàng của quả chín, gợi cái cảm giác có rất là ngọt. Vậy thì khi chúng ta thay thì nghĩa của cái đoạn văn nó sẽ thay đổi đi. Vậy thì đây là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Vậy thì trong từ đồng nghĩa có những từ đồng nghĩa hoàn toàn và có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Và khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc lựa chọn cho đúng. Ví dụ, ăn, xơi, chén chẳng hạn. Thì đây cũng là những từ đồng nghĩa nhưng là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Nó biểu thị cái thái độ, tình cảm khác nhau đối với người đối thoại hoặc điều được nói đến. Hoặc như là gì nhỉ? Mang, khiêng, vác thì biểu thị những cách thức hành động khác nhau. Vậy thì khi sử dụng những từ đồng nghĩa, các bạn phải lưu ý chúng ta dùng những từ nào cho thích hợp với những cái ngữ cảnh mà chúng ta nói. Các bạn nhớ chưa nào? Vậy thì các bạn vừa nắm được thế nào là từ đồng nghĩa và có những từ đồng nghĩa hoàn toàn, có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Và đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ mà hôm nay chúng ta học. Các bạn đọc lại một lần phần ghi nhớ này nhé. Vậy thì chúng ta đã biết được thế nào là từ đồng nghĩa, có những từ đồng nghĩa hoàn toàn và những đồng từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Bây giờ các bạn hãy vận dụng để làm những bài tập sau nhé. Bài tập số 1. Xếp những từ in đậm thành những nhóm từ đồng nghĩa. Cô có đoạn văn sau. Sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu? Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Thì những từ in đậm ở trong đoạn văn sau là từ nước nhà, hoàn cầu, non sông, Nam Châu.
Bây giờ các bạn hãy xếp những từ in đậm này thành các nhóm từ đồng nghĩa. Các bạn nắm được yêu cầu của bài chưa? À, bây giờ các bạn hãy đối chiếu bài làm của mình với bài làm của cô nhé. Cô có những cái từ đồng nghĩa theo các nhóm đó là nước nhà với lại non sông, hoàn cầu với lại năm châu. Vậy thì các em đã hiểu thế nào là từ đồng nghĩa chưa nhỉ? À, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc là gần giống nhau. Bây giờ cô trò chúng ta tiếp tục chuyển qua bài tập số 2 nhé. Bài tập 2, tìm những từ đồng nghĩa với những từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập. Bây giờ các em hãy tìm những cái từ đồng nghĩa với từ đẹp. À, ví dụ như là mẫu, đẹp này. Từ đồng nghĩa với từ đẹp là từ xinh. Và các em tìm nhé. À, cô có những từ đồng nghĩa với từ đẹp. Ví dụ như là gì nhỉ? Đẹp đẽ này, đẹp đẹp này, xinh này, xinh xắn này, xinh tươi này, tươi đẹp này, mỹ lệ này, vân vân. Từ to lớn và từ học tập, các em sẽ tìm những từ đồng nghĩa với hai từ này và làm vào phiếu bài tập nhé. Vậy thì sau khi các em đã tìm được những từ đồng nghĩa, các em hãy đặt câu để làm nổi bật nghĩa của những từ đồng nghĩa này nhé. Đó cũng chính là yêu cầu của bài tập số 3. Em hãy đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được ở bài tập số 2. Ví dụ cô có là từ đẹp và từ xinh là một cặp từ đồng nghĩa. Cô sẽ có câu như sau: quê hương em rất đẹp, bé Hà rất xinh. Các bạn lưu ý này, đặt câu với cặp từ đồng nghĩa mà em vừa tìm được nhé. Thì ở đây cặp từ đồng nghĩa cô tìm được đó là đẹp và xinh, thì cô đặt được hai câu như trên. Bây giờ các bạn hãy đặt những câu với cặp từ đồng nghĩa mà em vừa tìm được ở bài tập số 2. À, ví dụ như cô có những cái cặp từ như sau: phong cảnh nơi đây thật mỹ lệ này, cuộc sống mỗi ngày một tươi đẹp này. Vậy thì cô có cặp từ đồng nghĩa đây là mỹ lệ và tươi đẹp. Hoặc em bắt được một chú cua to cành, còn nam bắt được một chú ếch to sụ. Thì ở đây cô có cặp từ đồng nghĩa chỉ là to cành và to sụ. Hoặc cô có câu là chúng em rất chăm học hành, ai cũng thích học hỏi những điều hay từ bạn bè. Thì cô có cặp từ đồng nghĩa đó là học hành và học hỏi. Các bạn nắm được yêu cầu chưa? Vậy thì các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập 1, 2, 3 và nắm được thế nào là từ đồng nghĩa. Có những từ đồng nghĩa hoàn toàn và có thể thay thế được cho nhau trong lời nói, và cũng có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, và khi dùng những từ này chúng ta phải cân nhắc và lựa chọn cho đúng nhé. Và các bạn hãy về nhà đọc lại những cái phần ghi nhớ này để nắm cho chắc và chúng ta chuẩn bị cho bài hôm sau chúng ta học. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em nhé. Chúc các em một ngày mới với nhiều niềm vui và học tập đạt kết quả tốt. Cô chào các em.